thế nên là tôi chẳng sợ gì hết. Cái gì cơ? Tớ này, tớ là người đã kiêng kỵ tất cả mọi thứ cho nên chắc chắn thần may mắn sẽ phù hộ tớ trong kỳ kiểm tra này đấy. Các cậu ấy làm sao mà bằng tớ được? Nhìn thế này, thần kia đã phù hộ tớ. Trời ơi, tớ là người tự tin nhất. Tớ mới có điểm cao nhá. Các cậu sao tự tin bằng tớ được? Thank you.
cho con. Hả? Đáp án là... Một cái thìa. Đơn giản. A few moments later. Không thể ăn chuối.
khiến mình bị trượt môn á. Mình sẽ không ăn gì hết. Ơ này, xử nữ, con không ăn xôi lạc à? Món xôi lạc mà con yêu thích nhất đây này. Mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.